Miền Tây cũng có sầu riêng nữa, nhưng mà phải lên tới Đà Lạt để bán sầu riêng đó mọi người. Sầu riêng này là sầu riêng ốc khỉ nha. Ê, nghe có vẻ phi lý nha, mà thiệt sự tôi đi ra Đà Lạt tôi bán sầu riêng. Trời đất ơi. Ủa ông có nội làm gì, nhà của ông nguyên vườn sầu riêng ông không bán mà ông đi ra Đà Lạt ông bán vậy cha? Hoặc là tôi sẽ nghe chửi đầy những cái câu comment tiêu cực. Thấy chưa, thấy nó làm láp chưa? Nó miền Tây mà nó đi ra Bắc Giang bán vải. Lên Tây Ninh nó bán bánh tráng muối. Gọi giờ nó đi ra Đà Lạt nó bán sầu riêng mắc ca. Đây là chương trình ô cốp mọi người, giúp bà con nông dân á giới thiệu những cái đặc sản vùng miền của từng tỉnh do chính quyền địa phương của tỉnh đó kết hợp cùng TikTok làm nên. Nhà tôi làm nông mà, bởi vậy tôi khoái lắm. Bao nhiêu công việc là phải sắp xếp đi liền, bởi vậy chiến nào cũng thấy cái bản mặt của tôi là vậy. Lúc này lên máy bay nè, ê cái bạn này bị kêu bỏ cái cục sạc ra, mà ngộ như mấy bà trong vali của mấy bà đó, nghĩa là hành lý ký gửi đó không có bỏ sạc bỏ pin vô nghe, và phải đứng canh cái hành lý của mình trôi qua cổng an ninh mới được. Nhiều bạn bỏ đi lên cái bắt đầu người ta kêu không biết cái hành lý của ai, rồi phải nào gọi điện đồ này kia, trời ơi lu bu lắm mấy má. Tôi đi máy bay được có 3 lần mà thấy tôi gành dễ sợ chưa. Rồi cái đoạn này là đã đi ra tới Đà Lạt đón mình bằng một cơn mưa phùn, thì cũng giống như người ta đồn mà lời đồn đúng sự thật, lên Đà Lạt là phải làm. Cái vô tình gặp mọi người nhóc hết trơn, trời đất ơi chị ăn đen cưng quá trời. Cái bắt đầu tự nhiên bà trầm lại, bạn đã buông bỏ chưa, nếu chưa buông bỏ thì nắm đi bà nội. Ừ rồi nắm ta đi vô ăn cơm đây nè, đón bằng bữa cơm nhẹ nhẹ ha, nhưng trời ô thật là hấp dẫn, còn là món ngon mồi bén không nha mấy bà. Sau cái buổi ăn cơm đó tụi tôi cũng nói chuyện với nhau, cũng thỏa thuận với nhau là như thế nào, chán miệng bằng trái chuối thẳng băng. Quay qua và hỏi Quyền Phi, ê Quyền Phi trái chuối ngon không? Giống như là mọi người đã nghe rồi đó, nông sản trong mây. Chuyến này nhiệm vụ của tụi tôi là phải giới thiệu thật là nhiều nông sản ở tại Đà Lạt đến được tay của người tiêu dùng đã và đang xem TikTok. Có rất là nhiều nhà sáng tạo nội dung luôn nghe. Và vấn đề quan trọng nữa là mình phải gặp doanh nghiệp, tìm hiểu sản phẩm của họ như thế nào. Và điều quan trọng nhất là xin deal cho các bạn khán giả. Sau một buổi thảo luận và bàn luận tranh cãi, trời đất ơi tôi nói mấy bạn nhân quyết liệt lắm nha, chứ không phải là muốn được là được. Tại vì đa phần những cái doanh nghiệp này là những cái doanh nghiệp còn nhỏ và vừa. Mấy anh chị nói, trời ơi tụi em ơi, làm nông mà, nông sản mà tụi em biết rồi đó, làm sao mà phát triển, làm sao mà giàu nhiều hơn người ta được. Cho nên mấy anh chị cho mấy cái deal nhẹ nhẹ thôi. Ê nó nhẹ nhưng mà thật sự rất là sốc nha. Ví dụ như là deal sầu riêng, deal hạt mắc ca, xoài, mứt đồ này kia các kiểu. Cho nên các bạn phải đăng ký xem live của tụi mình vào lúc 9 giờ sáng 3 ngày là ngày 3, ngày 4 và ngày 5 tháng 8. Nhiều deal sốc lắm luôn á. Mọi người muốn biết kinh nghiệm mà sầu riêng muối nhiều không? Muối rất là to luôn. Trái này em đảm bảo nó rất là to, để mình sẽ mở ra cho mọi người xem nha. Cái gì vậy bà nội? Muối rất là to mọi người. Đấy, muối nào muối nấy rất là to nha. Muối sầu riêng bành kino luôn, thấy chưa? Rồi nói gì thì nói chứ mọi người nhớ đón xem livestream 3 ngày và chốt đơn nha. Dưới miền Tây nào giờ có thấy cái cây mắc ca là cái cây nào đâu. Ngộ ha, người ta trồng ra người ta lấy hột người ta ăn chứ người ta không có ăn trái. Nằm trong chuỗi series là giới thiệu nông sản Việt Nam, rất vui và tự hào khi đồng hành cùng tất cả bà con nông dân giới thiệu những đặc sản vùng miền khắp đất nước Việt Nam. Ủa ba rồi hổm gài sao không thấy ba giới thiệu miền Tây của ba gì trơn vậy? Mọi người nghĩ đi, đâu phải tôi muốn là được đâu trời. Phải xin chính quyền địa phương các cấp, các sở ban ngành, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn nữa. Và quan trọng hơn hết là ở tấm lòng của mình, đặc sản vùng miền Việt Nam của mình rất là nhiều. Bản thân là con nhà nông, thật sự mình rất là đồng cảm. Có những lần các bạn coi livestream hay là xem những chiếc clip đồng hành cùng chiến dịch giống như thế này, có người thì ủng hộ nhưng mà cũng có những cái comment tiêu cực nữa. Trời ơi, bà con nông dân của người ta đã khổ rồi, mướn mấy đứa cao queo này về trả tiền sao nổi. Tụi mình xin xác nhận là một lần nữa, đây là trên tinh thần tự nguyện hỗ trợ, tự nguyện cống hiến. Có khi đi trong suốt quá hành trình, tụi mình còn bỏ tiền túi ra nữa. Nhưng mà miệng đời không có dừng lại ở đây. Tụi nó nói không có bút kim nhưng mà tụi nó ăn hoa hồng bằng cha. Không, mình không có phủ nhận cái việc mà gắn liên sản phẩm là có hoa hồng trong đó. Nhưng các bạn phải nghĩ theo một cái chiều hướng như thế này, những sản phẩm nông nghiệp đa phần là bán trên những cái kênh truyền thống, bán ở chợ, bán tạp quá, thậm chí họ đã trở thành doanh nghiệp rồi, nhưng mà những cái phiên livestream của nhân đi phát á, họ không có gành về việc mà gắn trên sàn thương mại điện tử như thế nào luôn. Nhưng mà các bạn thấy đó, thời buổi 4.0, ở nhà quẹt quẹt điện thoại cũng có thể mua nông sản, cũng có thể hỗ trợ bà con nông dân, thì tại sao mình không đẩy mạnh? Đây là cái vấn đề hoa hồng. Những chương trình thế này á, nhằm mục đích là loan tỏa cho mọi người biết nhiều hơn về nông sản Việt Nam. Vậy thì cho mình hỏi nha, trong phiên livestream các bạn có sẵn sàng các bạn mua hàng khi mà các bạn không rõ sản phẩm đó là như thế nào không? Đương nhiên là không rồi. Nhưng mà qua phiên live hoặc là những lần di chuyển giới thiệu như thế này thì chắc chắn các bạn xem clip, các bạn xem live cũng biết được những doanh nghiệp, những cơ sở hoạt động về nông nghiệp. Từ đó ngành nông nghiệp của Việt Nam của chúng ta không có bị mai một, mà bà con nông dân cũng đỡ hơn phần nào. Hồi nãy giờ nói nhiều quá mà quên trở lại cái phần mà giới thiệu mắc ca cho các bạn nữa. Các bạn thấy cái quy trình không? Đầu clip coi cái cây mắc ca mà tôi tưởng đâu là cây chanh ở nhà tôi không có trời. Mình thu hoạch trái vào sau đó tách bỏ vỏ. Lúc này hạt mắc ca có thể tách ra trực tiếp ăn được rồi. Hạt mắc ca tươi á mình ăn giống y chang là cái dừa của mình vậy đó. Thậm chí ngon hơn, vừa giòn vừa béo, lại chứa nhiều dinh dưỡng nữa nha. Còn cái này là người ta đem hạt vào sấy lên cho nó thiệt nóng, cho nó khô lại rồi tiến hành cắt như thế
thế này. Rất là may mắn mình tới được cái công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Anh sản xuất những cái loại mascara giống như thế này nè các bạn. Quy trình từ A tới Z là tôi quay cho mấy bạn coi hết trơn luôn nha. Mà công nhận chị chủ nhiệt tình thiệt, mua những cái đôi dép mới cho tụi mình mang vô luôn á. Mascara thì mọi người cũng đã quá rành rồi đúng không? Giá trị dinh dưỡng rất là cao, thậm chí là xuất khẩu ở nước ngoài nữa. Ê, mà có một điều này tôi tiết lộ nữa nè. Sản phẩm ở đây có nhiều loại lắm nha. Hạt mascara mà tẩm vị sô cô la, rồi hạt mascara sấy với sô cô la nữa. Rồi ai thắc mắc gì nữa thì nhớ đón xem cái phiên livestream vào lúc 13 giờ ngày 4 tháng 8 trên kênh của Nhân nha. Xin được nhiều điều hấp dẫn lắm luôn á. Một lần nữa trong cái chuyến hành trình này, mình gửi lời cảm ơn tới DC Group, cảm ơn Ủy ban Nhân dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng chính quyền các cấp tại tỉnh Lâm Đồng đã tạo điều kiện cho Thiện Nhân tham gia và lan tỏa. Một lần nữa Nhân và các bạn KOL, KOC cảm ơn mọi người rất là nhiều.